Đây, tiếp theo thì mình sẽ review cho các bạn con cung đường. Đường này cũng là Nguyễn Thái Sơn, đâm thẳng lên cầu An Phú Đông, cầu sắt mới. Thì ngày xưa lúc mà chưa làm cái cầu này, chúng ta phải đi qua phà nha. Cầu này thì làm cũng khoảng 1 năm mấy, 2 năm gì đó. Cầu này nó mình đi xe nó có giới hạn, nó cao khoảng 2 mét là hết, giới hạn xe tải như đi. Cầu An Phú Đông nha. Trước bên trái cũng là nó dưới sông nó có một cái miếu nổi, đó là miếu nổi. Rồi mình xuống cầu này chạy thẳng vô dừng lại. Thanh bình. Trên đây thì nó có nhiều khu câu cá. Anh em nào thích câu cá thì vô cái khu này cũng có nhiều chỗ câu cá. Dịch vụ câu cá cũng có, mà mình muốn câu cá cặp bờ sông cũng được. Cái bờ sông cũng mát mẻ lắm nha. Nhiều cảnh đẹp. Chỉ có cách một cái cầu sắt qua đây thì khung cảnh nó sẽ khác liền nha các bạn. Nó giống như một cái miền quê thanh bình yên ả vậy. Nó chỉ được con khúc này thôi. Đó, nó vẫn còn gọi giống như là hoang sơ vậy. Nếu như mà mình quẹo mé bên phải mà mình đi thẳng vô sâu vô trong thì nó cũng còn trống rộng, còn những cái khu như bắn vẻ cũng giống như rừng vậy. Có clip mình quay cái khu rừng á, có một clip nữa là mình quay trong đó. Em nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, like cho mình nha. Bạn muốn góp ý gì thì cứ bình luận cho mình sẽ đọc hết các bình luận của các bạn. Con đường nào á mình thích xem á thì cứ bình luận, mình sẽ review con đường đó cho các bạn xem. Đường này nó vẫn còn nhiều mảnh đất trống thưa thớt. Xíu nữa thì chạy lên tí xíu nữa thì mình sẽ cho các bạn xem cái khu chợ, gọi là chợ Dừng Lại. Phía trước là chợ Dừng Lại. Đó, nhìn mảnh đất trống, cây cối tùm tùm. Khu này thì cũng cơ sở xí nghiệp, những đại lý buôn bán vật tư xây dựng thì cũng nhiều.
đường này thì cũng rộng rãi thoáng mát. Không ít kẹt xe lắm. Chỉ kẹt kẹt bây giờ công nhân ra mà chưa dịch nữa, bây giờ công nhân ra đồng ngay cái khu chợ. Khu chợ nó mới kẹt đồng. Kinh của mình là kinh Cường Episode.